Khi bạn làm việc trong yên lặng, người ta sẽ không biết công kích bạn như thế nào. Nếu có ai đó cố tình chơi xấu hoặc hạ thấp bạn, điều đó có nghĩa là họ đang thua kém bạn. Hãy biến đau thương thành sức mạnh, biến thất bại thành những nấc thang để đi đến thành công. Đừng khóc vì mọi chuyện đã kết thúc, mà hãy cười vì điều đó đã xảy ra. Khi viết câu chuyện của cuộc đời bạn, đừng để một người nào khác cầm bút. Hãy sống có giá trị, không phải sống để tồn tại. Điều tốt nhất mà tôi từng làm là ngừng kể cho người khác về những gì đang diễn ra trong cuộc sống của tôi. Hãy tự hào, bạn đã vượt qua được những ngày mà bạn tưởng rằng mình không thể. Nỗi đau của bạn hôm nay sẽ biến thành sức mạnh cho bạn ngày mai. Con tàu luôn an toàn khi ở bến cảng, nhưng đây không phải là mục đích để làm ra con tàu. Hãy học cách tự chữa lành cảm xúc mà không trút giận vào người khác. Thời gian sẽ luôn vạch trần bản chất thật sự của bất kỳ ai. Muốn có thành công mà không làm việc chăm chỉ thì cũng giống như muốn có thu hoạch trên mảnh đất mà bạn chẳng gieo trồng gì. Nếu bạn không làm chủ tâm trí của mình, người khác sẽ làm. Nếu bạn không có sự chuẩn bị tốt, thì bạn đang chuẩn bị để thất bại. Nói mà không suy nghĩ thì cũng giống như nhắm bắn mà không có mục tiêu. Đừng đi lại lối mòn cũ, hãy tự mình đi và tạo nên một lối mòn mới. Kỷ luật là sự lựa chọn giữa điều mà bạn muốn bây giờ với điều mà bạn muốn nhất. Hãy dừng kể cho người khác mọi thứ về mình. Hầu hết sẽ không quan tâm và một số ít sẽ muốn bạn thất bại. Điều gì dễ đến sẽ không tồn tại lâu. Điều gì tồn tại lâu sẽ không dễ biến mất. Đừng làm hỏng ngày tốt đẹp hôm nay bằng việc nghĩ về ngày tồi tệ hôm qua. Hãy để nó trôi đi. Nếu ai đó nói rằng bạn không thể làm được, điều đó thể hiện sự yếu kém của họ, không phải của bạn. Có hai loại nỗi đau, một làm tổn thương bạn và một làm bạn thay đổi. Muốn giữ tâm hồn bình yên thì đừng để người khác biết quá nhiều về bạn. Giữ yên lặng là câu trả lời tốt nhất với người không xem trọng lời nói của bạn. Lo lắng về việc sẽ thất bại sẽ khiến bạn thất bại trước khi bắt đầu. Đừng từ bỏ, bạn đang đến gần mục tiêu hơn bạn nghĩ. Chúng ta có thể ngã, sụp đổ, thất bại, nhưng sau đó hãy đứng dậy, chữa lành và vượt qua. Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi, hãy học cách nghỉ ngơi, nhưng đừng từ bỏ. Nếu bạn có thể sống tích cực trong một hoàn cảnh tiêu cực, bạn là người chiến thắng. Khi bạn muốn bỏ cuộc, hãy nghĩ tới lý do vì sao bạn bắt đầu. Hãy luôn cố gắng trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Không ai có thể làm thay điều đó được cho bạn. Mục tiêu mà không có kế hoạch thực hiện thì cũng chỉ là một điều ước. Cuộc đời cũng giống như một đồng xu. Bạn có thể dùng nó theo bất cứ cách nào bạn muốn, nhưng bạn chỉ có thể dùng nó một lần. Đôi khi, bạn phải từ bỏ một điều tốt để nhường chỗ cho điều gì đó tốt đẹp hơn. Việc người khác nghĩ thế nào về bạn chẳng liên quan gì đến bạn. Bạn không thể bắt đầu chương mới của cuộc đời mình nếu cứ mãi đọc đi đọc lại chương trước đó. Bạn sẽ không thể thấy cầu vồng nếu chỉ mãi nhìn xuống. Bạn không thể thay đổi được hướng gió, nhưng bạn có thể điều chỉnh cánh buồm để đến được nơi mong muốn. Nước có thể làm mòn đá không phải vì sức mạnh của nó, mà là vì sự bền bỉ. Khi đối diện với nghịch cảnh, hãy luôn nhớ rằng kim cương chỉ được hình thành từ áp lực. Hãy tránh xa những người làm bạn không vui. Không có người đồng hành còn tốt hơn có một người đồng hành xấu. Đừng so sánh cuộc đời của bạn với người khác. Thực tế là bạn không biết họ đang trải qua những gì đâu. Áp lực chỉ là tạm thời, nhưng bài học bạn học được từ nó sẽ có giá trị cả đời. Làm chủ người khác là quyền lực, nhưng làm chủ chính mình mới là sức mạnh thật sự. Đừng hối tiếc bất kỳ ngày nào xảy ra trong cuộc đời bạn. Những ngày tốt đẹp cho bạn hạnh phúc, những ngày tồi tệ cho bạn kinh nghiệm, những ngày đen tối nhất cho bạn bài học, và những ngày tuyệt vời nhất cho bạn kỷ niệm. Hãy nhớ rằng, những thời gian tốt nhất trong cuộc đời của bạn đôi khi còn chưa xảy ra. Thói quen xấu cũng giống như một chiếc giường êm, dễ trèo lên nhưng khó bước xuống.
Hãy bình tĩnh, bạn đã vượt qua chuyện này trước đây, lần này bạn cũng sẽ làm được. Luôn chăm sóc bản thân mình thật tốt, hãy nhớ rằng sức khỏe là một tài sản vô giá.